Chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ học đếm số từ 1 đến 10 nhé. Chúng ta đếm hoa nào. Một hoa. Hai hoa. Ba hoa. Bốn hoa. Năm hoa. Sáu hoa. Bảy hoa. Tám hoa. Chín hoa. Mười hoa. Bây giờ chúng ta sẽ đếm quả táo nhé. Một quả táo. Hai quả táo. Ba quả táo. Bốn quả táo. Năm quả táo. Sáu quả táo. Bảy quả táo. Tám quả táo. Chín quả táo. Mười quả táo. Chúng ta đếm lại nhé. Một quả táo. Hai quả táo. Ba quả táo. Bốn quả táo. Năm quả táo. Sáu quả táo. Bảy quả táo. Tám quả táo. Chín quả táo. Mười quả táo. Bây giờ chúng ta hái táo xuống giỏ nào. Một quả táo. Hai quả táo. Ba quả táo. Bốn quả táo. Năm quả táo. Sáu quả táo. Bảy quả táo. Tám quả táo. Chín quả táo. Mười quả táo. Chúng ta lại đếm quả lê nhé. Một quả lê. Hai quả lê. Ba quả lê. Bốn quả lê. Năm quả lê. Sáu quả lê. Bảy quả lê. Tám quả lê. Chín quả lê. Mười quả lê. Tất cả là 10 quả lê đấy. Chúng ta đếm quả cam nhé. Một quả cam. Hai quả cam. Ba quả cam. Bốn quả cam. Năm quả cam. Sáu quả cam. Bảy quả cam. Tám quả cam. Chín quả cam. Và 10 quả cam. Chúng ta đếm những chiếc ô tô nào. Một chiếc ô tô. Hai ô tô. Ba ô tô. Bốn ô tô. Năm ô tô. Sáu ô tô. Bảy ô tô. Tám ô tô. Chín ô tô. Mười ô tô. Các bé đọc lại một lần nữa nào.
Chúng ta đếm hoa nào. Một hoa. Hai hoa. Ba hoa. Bốn hoa. Năm hoa. Sáu hoa. Bảy hoa. Tám hoa. Chín hoa. Mười hoa. Bây giờ chúng ta sẽ đếm quả táo nhé. Một quả táo. Hai quả táo. Ba quả táo. Bốn quả táo. Năm quả táo. Sáu quả táo. Bảy quả táo. Tám quả táo. Chín quả táo. Mười quả táo. Chúng ta đếm lại nhé. Một quả táo. Hai quả táo. Ba quả táo. Bốn quả táo. Năm quả táo. Sáu quả táo. Bảy quả táo. Tám quả táo. Chín quả táo. Mười quả táo. Bây giờ chúng ta hái táo xuống giỏ nào. Một quả táo. Hai quả táo. Ba quả táo. Bốn quả táo. Năm quả táo. Sáu quả táo. Bảy quả táo. Tám quả táo. Chín quả táo. Mười quả táo. À, chúng ta lại đếm quả lê nhé. Một quả lê. Hai quả lê. Ba quả lê. Bốn quả lê. Năm quả lê. Sáu quả lê. Bảy quả lê. Tám quả lê. Chín quả lê. Mười quả lê. Tất cả là mười quả lê đấy. Chúng ta đếm quả cam nhé. Một quả cam. Hai quả cam. Ba quả cam. Bốn quả cam. Năm quả cam. Sáu quả cam. Bảy quả cam. Tám quả cam. Chín quả cam. Và mười quả cam. Chúng ta đếm những chiếc ô tô nào. Một chiếc ô tô. Hai ô tô. Ba ô tô. Bốn ô tô. Năm ô tô. Sáu ô tô. Bảy ô tô. Tám ô tô. Chín ô tô. Mười ô tô. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Mẹ và các bé nhớ like, comment, share và đăng ký để được xem những clip tiếp theo nhé.
Tạm biệt các bé.